Jordan tố Israel gây hấn với Iran để né áp lực từ dải Gaza. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi khẳng định cộng đồng quốc tế nên ngăn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đừng để Israel dùng Iran để đẩy sự chú ý ra khỏi tình hình ở dải Gaza. Israel là tâm điểm trong những cuộc xung đột tại Trung Đông thời gian gần đây. Cuộc chiến với tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine ở dải Gaza đã khiến cho sự thù địch giữa Israel và các quốc gia Hồi giáo gia tăng. Israel bị tố tấn công tòa nhà ngoại giao Iran ở Damas, Syria, làm một số nhân vật quan trọng trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC không qua khỏi. Iran đáp trả bằng việc lần đầu tiên dùng tên lửa và máy bay phóng từ trong nước để trực tiếp tấn công Israel. Tuy nhiên, theo quan điểm của Jordan, hành động quân sự leo thang giữa Iran và Israel là một toan tính từ phía Israel. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Berlin ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Jordan Safadi bảo vệ hành động của Iran. Ông cho rằng Iran đã đáp trả vụ tấn công tòa nhà ngoại giao nêu trên và đã tuyên bố không muốn đẩy xung đột leo thang hơn nữa. Chúng tôi không muốn leo thang xung đột. Ông Netanyahu muốn kéo sự chú ý ra khỏi Gaza và thu hút sự tập trung vào cuộc đối đầu của ông với Iran, vị này nói. Chiến dịch dải Gaza của Israel đã khiến vùng đất này bị tàn phá. Tính tới nay, qua 6 tháng chiến sự, cơ quan y tế ở Gaza cho biết số người không qua khỏi đã vượt mốc 33.000. Ngoài những tổn thất về người quá lớn, Israel cũng gặp áp lực quốc tế kể cả từ các đồng minh xung quanh vấn đề nhân đạo. Israel rơi vào thế khó khi vừa phải đặt mục tiêu xóa sổ Hamas, vừa phải chống lại các lực lượng vũ trang do Iran bảo trợ ở Trung Đông như Hezbollah hay Houthi. Đây cũng là lý do Israel được cho là đã thực hiện nhiều cuộc ám sát tướng lĩnh Iran ở nước ngoài. Những người Israel tin rằng đóng vai trò quan trọng ở nhiều chiến dịch chống Israel. Quả thực, trước đây từ tháng 12 năm 2023 tới tháng 1 năm 2024, Iran từng nhiều lần tố cáo Israel đứng sau các vụ ám sát ít nhất 8 thành viên lực lượng IRGC. Nhưng đây là lần đầu Iran phản ứng mạnh mẽ tới vậy. Sự phản ứng của Iran được cho là bắt nguồn từ việc Israel đã đi quá giới hạn vì tòa nhà ngoại giao được xem là nơi nhạy cảm như lãnh thổ của Iran. Lo ngại về nguy cơ căng thẳng có thể tiếp tục leo thang giữa Israel và Iran, hàng chục hãng hàng không khu vực và thế giới đã quyết định điều chỉnh đường bay tránh khu vực Trung Đông. Trong đó một số hãng đã đình chỉ bay đến và đi từ cả Tel Aviv và Tehran đến hết tuần này. Cuộc tấn công của Iran vào Israel với hơn 300 tên lửa và UAV ngày 13 tháng 4 vừa qua đã gây ra sự ngưng trệ vận chuyển trong ngành hàng không. Ít nhất, hàng chục hãng hàng không đã phải hủy hoặc là định tuyến lại các chuyến bay trong 2 ngày qua, bao gồm Qantas, Lufthansa của Đức, United Airlines và Air India. Theo ông Mark Zee, người sáng lập tập đoàn công nghệ OPS, đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với việc di chuyển bằng đường hàng không kể từ cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Theo người sáng lập tập đoàn công nghệ OPS, trong thời gian không phận của Iran bị đóng cửa, các hãng hàng không sẽ phải lựa chọn hai tuyến đường thay thế là thông qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ai Cập cũng như Ả Rập Xê Út. Israel đã đóng cửa không phận vào ngày 13 tháng 4 trước khi mở lại vào sáng 14 tháng 4. Jordan, Iraq và Liban cũng nối lại các chuyến bay qua lãnh thổ của họ. Các hãng hàng không lớn của Trung Đông bao gồm Emirates Airlines, Qatar Airways và Etihad Airways vào ngày 14 tháng 4 cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực sau khi hủy hoặc là định tuyến lại một số chuyến bay. Ông Brendan Sobey, nhà phân tích hàng không độc lập cho biết vẫn chưa rõ liệu tình trạng bất ổn giữa Iran và Israel có ảnh hưởng đến nhu cầu bay của hành khách hay không. Trong thời gian qua, bất chấp tình hình chiến sự tại dải Gaza và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhu cầu bay của hành khách các nước vẫn luôn ở mức ổn định. Hiện tại, Ấn Độ, Áo, Đức, Pháp, Nga và Mỹ đều khuyến cáo công dân hạn chế tới Israel và Iran trong bối cảnh xung đột giữa hai quốc gia. Hãng hàng không của Áo hiện là hãng hàng không Tây Âu cuối cùng vẫn giữ các chuyến bay tới Iran, thế nhưng nước này cũng cho biết sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Viên tới Tehran cho tới ngày 18 tháng 4 để ứng phó với căng thẳng leo thang trong khu vực. Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa vào Israel cuối tuần qua. Cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này, đánh dấu lần đầu tiên Tehran tấn công trực tiếp Israel. Hành động của Iran trước, trong và sau cuộc tấn công cho thấy nước này có thể hài lòng với phản ứng của họ và dường như muốn tránh leo thang thêm, trừ khi cần thiết. Bà Ragida Dekham, người sáng lập và là chủ tịch điều hành của Bệnh viện Beirut đã nhận định rằng cuộc tấn công của Iran khó có thể dẫn tới cuộc xung đột toàn diện với Israel. Trên thực tế, việc giảm leo thang dường như đã được chuẩn bị từ trước. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng cuộc trả đũa được coi đã kết thúc nếu Israel không đáp trả. Jordan, Iraq và thậm chí là cả Israel vào ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương đều đã mở lại không phận của mình, trong khi đó Iran đã mở lại các sân bay.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Iran và Israel trong lịch sử luôn duy trì thái độ hòa hoãn một cách tinh tế. Mặc dù sự leo thang gần đây được một số người nhìn nhận trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza đang diễn ra, nhưng sự bất đồng cơ bản giữa Iran và Israel không xoay quanh tương lai của Palestine. Thay vào đó, tranh cãi giữa hai bên tập trung vào việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Bất chấp năng lực quân sự ngày càng tăng, Iran khó có thể thắng trong cuộc chiến chống lại sức mạnh tổng hợp giữa Mỹ và Israel. Iran hiểu rằng Mỹ sẽ không đứng ngoài trong trường hợp xảy ra chiến tranh trực tiếp với Israel. Thật vậy, lực lượng Mỹ đóng quân trong khu vực cho biết họ đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Iran nhắm vào Israel vào thời điểm cuối tuần qua. Một lý do khác để Iran không tìm cách leo thang hơn nữa căng thẳng với Israel, ngoài cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, họ không muốn mạo hiểm trong mối quan hệ đang diễn ra với chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Các cuộc đàm phán sau hậu trường vẫn đang được tiến hành với mục đích khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran. Ngoài ra, có một số lý do khiến cho Iran thận trọng. Tehran có lẽ luôn tránh thực hiện bất cứ hành động nào có thể chuyển quan điểm hiện tại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Israel từ giận dữ sang đồng cảm. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vẫn chưa đi tới bế tắc và vẫn có thể thành công. Về phần mình, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel nhận định rằng việc tên lửa của Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự ở xa cùng với sự thông báo rõ ràng cho cuộc tấn công này đã cho thấy Iran cố gắng giảm thiểu khả năng xảy ra cuộc tấn công dẫn tới xung đột trong khu vực. Cần nhấn mạnh rằng Iran cảnh giác với sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông và khả năng xảy ra đối đầu với Mỹ. Do đó, hành động của Iran trước và trong cuộc tấn công cho thấy nước này có thể hài lòng với phản ứng của họ và có thể tránh leo thang thêm trừ khi cần thiết. Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel lưu ý, quả bóng hiện đang ở trên sân của Israel và phản ứng đối với cuộc tấn công từ Iran sẽ quyết định liệu phía Tel Aviv sẽ tiến tới một sự leo thang nghiêm trọng hay sẽ kết thúc chu kỳ hiện tại. Israel có thể hài lòng với tỷ lệ đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có, sự hợp tác đặc biệt với Mỹ và Anh, trên hết là bị thiệt hại thực tế ở mức tối thiểu. Israel có thể chỉ đáp trả một cách hạn chế, đặc biệt khi Mỹ không ủng hộ một cuộc đáp trả của Israel. Tuy nhiên, đây là một sự kiện chưa từng có và có thể dẫn đến một phản ứng gay gắt nhằm ngăn chặn những sự kiện như vậy trong tương lai, vạch ra ranh giới đỏ cho Iran để nước này không lặp lại những động thái tương tự. Mặc dù vậy, bất cứ cuộc tấn công nào của Iran đều làm tăng đáng kể khả năng xảy ra xung đột trong khu vực, vượt ra ngoài toan tính của Israel và Iran. Vì vậy, Israel có thể sẽ phối hợp mọi phản ứng với Mỹ. Với các cường quốc trên thế giới, cả Nga và Trung Quốc đều gửi tín hiệu rằng rất ít có lý do biện minh cho một cuộc xung đột trực tiếp. Cả hai cường quốc này đều không muốn một cuộc chiến tranh toàn cầu nổ ra. Mỗi cường quốc đều có ưu tiên lợi ích kinh tế và chiến lược của mình ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, chính quyền Mỹ cũng đang nỗ lực tối đa để kiềm chế xung đột lan rộng. Mỹ muốn truyền đạt cho Iran rằng họ không được thông báo trước về cuộc tấn công của Israel vào tòa lãnh sự của Iran ở Damascus và cho rằng Washington vẫn đang cam kết thực hiện các cuộc đàm phán bí mật với phía Tehran. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng nhắc lại cam kết bảo vệ đồng minh Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh trực tiếp với Iran, nhưng tiếp tục cảnh báo Israel rằng hậu quả của bất cứ hành động mạo hiểm nào, đặc biệt liên quan tới chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah của người Palestine, đã được lên kế hoạch của quốc gia này. Chuyên gia Nga nhận định về khả năng Israel đáp trả cuộc tấn công của Iran. Cuộc tấn công vào các lực lượng thân Iran ở các nước thứ ba sẽ có nguy cơ leo thang thấp nhất, trong khi các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran có rủi ro cao nhất. ABC News ngày 15 tháng 4 dẫn các nguồn tin cho biết nội các chiến tranh Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu sẽ sớm quyết định về phản ứng trước cuộc tấn công của Iran vào đất Israel. Hãng tin Reuters cho biết chính phủ Israel đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp vài giờ sau cuộc tấn công của Iran ngày 14 tháng 4, nhưng những người tham gia không đồng ý về thời gian cũng như quy mô của một cuộc tấn công trả đũa. Truyền thông phương Tây dẫn tin từ Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào Iran. Trong khi đó, tờ Politico trích dẫn một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, để không thổi bùng ngọn lửa ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố tình không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào trên truyền hình sau vụ tấn công của Iran. Bình luận về khả năng trả đũa của Israel, Lumila Samaskaya, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế ở Nga cho biết, khả năng xảy ra một cuộc tấn công đối xứng từ Israel vào Iran là rất thấp. Theo bà, các cuộc tấn công vào lực lượng thân Iran ở các nước thứ ba sẽ có nguy cơ leo thang thấp nhất, trong khi các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran có nguy cơ rủi ro cao nhất. Một mặt Israel không muốn leo thang xung đột, mặt khác Tel Aviv cho rằng cường độ tấn công của Iran sẽ dẫn đến một phản ứng, nhưng chỉ để ngăn chặn sự tái diễn trong tương lai. Chuyên gia Samaskaya lưu ý, về phần mình, Dmitry Mayanstit, nhà nghiên cứu tại khoa nghiên cứu Israel thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông, của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga,
nhận định cuộc tấn công đáp trả của Israel có thể không xảy ra do nguồn lực hạn chế vì cuộc xung đột ở Gaza và áp lực của Mỹ, trong khi nước Ả Rập ôn hòa ở Trung Đông thì đang nỗ lực thuyết phục Tel Aviv không đáp trả tương tự. Trong khi đó, chuyên gia Kirin Semenyov tại Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga cho biết giữa căng thẳng Iran-Israel, thế giới Ả Rập sẽ tìm cách làm dịu tình hình. Ông cho rằng nếu vòng xoáy leo thang, trên hết nó sẽ ảnh hưởng đến các chế độ quân chủ ở vùng vịnh. Chuyên gia này nêu quan điểm, ở giai đoạn tiếp theo, Iran có thể tấn công giao thông hàng hải dân sự như đã làm trong lần bắt giữ các tàu phương Tây trước đó.